để tạo điều kiện giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh tích cực triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trước đây do suy nghĩ nông cạn, vi phạm pháp luật nên anh Trịnh Ngọc Tiệp, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động từng vướng vào vòng lao lý. Sau khi mãn hạn tù trở về với cuộc sống đời thường, anh Tiệp quyết tâm bỏ lại quá khứ, bỏ lại những mặc cảm làm lại cuộc đời. Anh nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Với quy mô trên 18 mẫu, anh trồng các giống nhãn đặc sản, các loại hoa như cúc, huệ, ly đã đem lại thu nhập khá cho gia đình. Mới đây, nhờ công an và chính quyền địa phương giới thiệu, anh được phòng giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động cho vay 100 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Tôi cũng rất vui mừng có một số người đã tin mình, kết nối cho mình và tạo mọi điều kiện cho mình được cái nguồn vay của Chính sách Xã hội, cái nguồn vốn để cho những cái người cải tạo tù như tôi để làm lại từ đầu. Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2023. Theo đó, đối tượng vay vốn gồm người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Mức vốn cho vay để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng một tháng một người. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tối đa là 100 triệu đồng một người. Còn cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng trên một dự án và không quá 100 triệu đồng trên một người lao động tại cơ sở. Ngay sau khi quyết định số 22 được ban hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, chủ trương chính sách mới của Chính phủ. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có 13 trường hợp chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Phối hợp cùng với cả Ủy ban dân các xã thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác và công an địa phương thực hiện rà soát đối tượng người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn. Trong toàn huyện có một trường hợp được vay vốn với số tiền là 50 triệu. Qua kiểm tra thì hộ vay sử dụng vốn vay là đúng mục đích, tâm lý rất là phấn khởi, yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Có thể nói chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù như vòng tay ấm áp để đón những người lầm lỡ trở lại hòa nhập cộng đồng. Họ có thể vay để học nghề, vay để tạo sinh kế, vay để phát triển kinh doanh và khuyến khích các doanh nghiệp đón nhận những người mãn hạn tù vào làm việc.